Một sản phẩm vừa mới xuất hiện tại công ty ô tô Duy Tâm. Đây chính là con xe rất là nhiều anh chị em tìm kiếm và quan tâm nha anh chị. Đó chính là con Honda City này sản xuất năm 2017. Form mới rồi, mâm sắn, mâm nhiều cây rồi nha. Anh chị lưu ý mâm nhiều cây rồi, có gương gập điện rồi. Và có đèn LED trước luôn rồi. Còn 2016 là nó chưa có đèn LED trước nha. Đó, đây là form mới, nó cùng form với 18, 19, 20 luôn. Cùng form 18, 19, 20 nha anh chị. Đây là con Honda City, hộp số tự động, máy 1.5. Rất là tiết kiệm nhiên liệu và chạy cực kỳ ngon luôn. Cũng là có full option luôn, ví dụ như là có ga tự động cruise control nè, có lẫy số thể thao nè, có khởi động start stop nè, có cân bằng điện tử nè, gập gương auto nè, tích hợp xi nhan nè. Nó cũng đầy đủ các tính năng hết nha anh chị nha. Nước sơn rin bên ngoài còn nhiều, thật là nhiều. Chất xe thì tâm bao đẹp luôn, liền do đẹp cực kỳ nha anh chị. Xe đẹp, xe rin, chất xe thì miễn bàn. Tâm bán cho anh chị mình con xe này với mức giá là 405 triệu nha anh chị, 405 triệu. Nói chung là mua được giá tốt thì Tâm đỡ giá tốt, chứ vừa rồi Tâm mua cái xe 2018 là 400 mấy luôn á, cao hơn xe này nhiều luôn á. Mà nó hơn một đời chỉ có 10 triệu thôi mà ta mua hơn cao rất là nhiều. Để xe này cho anh chị là 405 triệu nha. Cho con City đời 2017 form mới hoàn toàn. Xe rin, chất xe cực kỳ đẹp luôn, gốc gốc Đồng Nai, biển Đồng Nai. Một chủ từ nào vậy luôn á. Odo chạy được bảy mấy ngàn nha anh chị, 70 ngàn. Đẹp không? Quá dễ thương luôn, quá xuất sắc luôn. Giá thành thì bên Tâm bán cho nhà mình là 405 triệu ha. Sơn rin còn nhiều, cam kết là keo chỉ đủ không lỗi tí nào. Đăng kiểm thì tháng 10 2023. Gương kiến rin hết và được dán phim cách nhiệt toàn thân. Vèn che mưa, mạ chrome inox, ghế nỉ theo xe, ngồi rất là mát. Và còn mới, căng lắm, đẹp lắm. Quá đẹp anh chị ạ. Màn hình giải trí là theo xe, có cam lùi, có hướng dẫn việc mắt luôn á, vô lăng cực đẹp nha anh chị, có ga tự động glu control, ga tự động glu control, odo là chạy được chín chục ngàn anh chị, 90 ngàn, xin lỗi, 90 ngàn chuẩn nha. Xe này đúng cây số anh chị nha, không có tua đồng hồ bậy bạ đâu. Nhìn cái đồ đàn của nó nè, còn đẹp dữ lắm. Nội thất là bao đẹp luôn, tươi, rất là tươi. Một chủ đi cũng giữ gìn. Xe Tâm mua năm 2019 BOSG, lúc mua mới luôn mà chạy tới nay mà bà xã chỉ đi làm thôi mà chạy cũng 90 ngàn rồi. Nó cũng chắc xe cũng y vậy nè. Xe đó mua mới nên không có bán lỗ dữ lắm. Giờ mua xe lại hết lỗ rồi. Nhà Tâm mua cái xe Vios màu đỏ bản G mua mới luôn. Lúc mua 615 triệu 2019. Vô người ta mua 630, mình mua được 615 triệu, mình theo mình trả giá chứ mình không có lấy khuyến mãi. Giảm được mười mấy triệu. Mua 615 triệu chạy tới nay là 90 ngàn mà còn mới dữ lắm. Thật ra cái xe hơi mà chạy 90 ngàn là còn ngon dữ lắm anh chị. Xe này thì Tâm thấy đẹp á, rin hết á. Keo chỉ, keo bọng là rin hết, chưa có bị lai, bị mất chỉ gì hết à. Anh chị coi nè. Rin hết đẹp lắm. 405 triệu nha anh chị. Cái này nó hay có một cái là nó có cái cửa gió ở sau nữa. Nên cái hàng ghế ngồi sau là đủ sức mát luôn ha. Còn cái bộ ghế này là nhìn nó rất là ngon. Sạch sẽ lắm và nó còn căng dữ lắm, rất là đẹp luôn anh chị. Chị thấy không? Keo chỉ là bao full luôn nha. Đẹp lắm, vừa ý lắm, keo chỉ rin hết anh chị ơi. Rin hết nha anh chị nha, không có lỗi đâu nha. Cái này là bị cày cày miếng ngay đây chứ cũng không có lỗi làm gì hết nha. Nè, để rơm cái màn hình lại đó, thấy không, rin nha anh chị. Keo chỉ chỗ này là tâm bao rin luôn.
mà xe cũ mà cày xước thì cái chuyện hết sức là bình thường, miễn sao nó đừng có bị tai nạn thôi. Keo chỉ này là tâm bao riêng nha, từ bên đây qua tới bên đây là chưa mắc phân keo chỉ nữa hết nha, bao cho nhà mình vô hãng hoặc là vô thầy thợ kiểm tra mắc tâm đền. Alo, nghe. Dạ. Đây anh chị coi nè, thùng bọng đẹp ha. Gầm đẹp lắm anh chị. Em có nhà không? Có khách đó, em tiếp khách giùm anh cái. Anh này kêu coi con Nido 3 để chín mình hả? Này lấy chín thì mấy đứa đang chạy về, em tiếp khách giùm anh cái, anh đang quay video sắp xong. Đây anh chị thấy ha, chắc xe đẹp nha anh chị nha. Hai nghìn mười bảy nha. Gương gặp điện, đề nổ khi ta top, tắp lô tắp bi đồ đẹp, ga tự động nè, control nè, blue control nè, khóa đề nổ thông minh nè, hộp số đẹp nè, khóa thông minh còn đủ hai cái nè. Cam ve nè, đó, cân bằng điện tử nè, ốc tán chưa mở con nào hết, cái máy mới dữ lắm, máy rất là mới, keo chỉ là full hết, tắp lô tắp bi cực kỳ đẹp, trần nỉ nguyên rin, tìm đâu ra cái xe này, form mới mà 405 triệu, bên Tâm bán là rất là tìm hiểu thị trường để mình có thể tồn tại được ở trên cái thị trường mua bán này, thì mình phải có giá tốt và sản phẩm ok, chất lượng bảo hành ra làm sao, bảo dưỡng bảo hành đầy đủ nha anh chị nha, định kỳ luôn, nhắc bảo dưỡng luôn, 94 nghe, mới bảo dưỡng mức 90, máy đã lắm, máy cực kỳ đẹp, máy này anh chị nè. Keo chỉ keo bọng là rin hết nha, mấy này đẹp lắm, rin lắm. Quá đẹp, quá xuất sắc. Anh chị chốt xe này thì Tâm bể cho 405 nha. 405 là bên Tâm sẽ hỗ trợ rút hồ sơ ha, cho con City 2017. Số tự động CVT 1.5 405 triệu.
có nhu cầu thật sự thì liên hệ bên Tâm để sở hữu ngay con xe vừa ý nha anh chị nha. Đây, Tâm quay một vòng cho anh chị coi nè. Đẹp lắm, chạy rất là êm, chạy cực kỳ êm luôn, êm ngon như ý. Đèn sau là đèn led luôn, chạy vòng 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 luôn, đèn trước cũng là đèn led, quá đẹp chị ơi, quá xuất sắc luôn. Rồi giá là 405 nha, anh chị liên hệ Tâm để được sở hữu ngay con xe vừa ý, cực kỳ vừa ý luôn, hợp lại hợp lý. Chất xe thì cứng khừ à, một chủ mua mới 2017, form mới hoàn toàn, số tự động Honda City 405 triệu. Liên hệ vào số điện thoại là 0917 215 512. Công ty ô tô Di Tâm, địa chỉ là gần Ủy ban xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Google là đại lý ô tô Di Tâm nha. Xin bấm nút đăng ký nha, bấm nút đăng ký để theo dõi kênh ô tô Di Tâm. Nhiều sản phẩm hiện có đang chào bán để phục vụ bà con. Và ưu tiên cho bà con là khách quen, liên hệ bên Tâm sẽ được hỗ trợ tận tình về chế độ bảo hành bảo dưỡng ha. Tâm xin kết thúc video. Xin hẹn gặp lại bà con, có thể đến với ô tô Di Tâm mua cũng như là xem trải nghiệm là ok hết nha anh chị em nha. Tâm xin chào và xin hẹn gặp lại ha.